Nếu ngày nắng, bạn cũng thấy buồn. Nếu ngày mưa, bạn cũng buồn. Vậy thì lỗi là vì đâu? Hãy tĩnh tâm suy nghĩ thật lâu và nhìn về những hình ảnh đẹp đẽ này. Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta, ngày ăn có một bữa thôi. Áo, quần cũng chỉ có 3 y mà thôi. Nhưng ngài đâu có buồn. Ngài vẫn vui, vẫn đi trên dặm trường hàng vạn km bộ hành từ Nam chí Bắc và ngược lại. Vì vô cùng non nước Việt Nam hữu tình xinh đẹp, đi qua rất nhiều tỉnh thành, rất nhiều những con đường đã khắc khoải hình bóng và đôi chân của ngài, dấu chân của ngài in sâu. Để chúng ta tĩnh tâm và trả lời rằng cuộc đời cớ sao lại buồn. Dầu trời nắng hay trời mưa tầm tạ như chút nước, hình ảnh của ngài Thích Minh Tuệ vẫn lan tỏa tình yêu thương và sức sống mãnh liệt về con người Việt Nam, ý chí sắt đá phi thường, về con người miền Trung quả cảm, cam chịu, vượt qua những khó khăn gian khổ để đương đầu với những thử thách, những phong ba ở phía trước. Con người của Đức Phật lấy tâm làm niềm vui. Vật chất vốn là vô thường, có rồi cũng như không, có rồi cũng về tay không. Con người là hạt cát mênh mông, là hạt tro tàn giữa dòng sông. Vậy thì buồn vui thì chúng ta nên chọn những niềm vui để rồi lan tỏa tình yêu thương và làm cho tinh thần của chúng ta cảm thấy mỗi chúng ta được sinh ra là may mắn, được sống ở cuộc đời này một lần là ý nghĩa, là hữu duyên với trời đất. Được sống có một lần thì chúng ta phải sống cuộc đời thật là tử tế, yêu thương cha mẹ, ông bà, nhìn về tổ tiên, nhìn về quê hương, làng xóm, anh em, nhìn về những người bạn xung quanh của chúng ta, nhìn về những mái trường yêu dấu, nhìn về những con đường tuổi thơ mà chúng ta cơ cực đã đi qua. Để rồi đó chính là hành trang tuyệt vời, giúp chúng ta ngày càng vững chân hơn, vững trí hơn, vững tâm hơn trên đường đời và luôn luôn lạc quan yêu đời, nhìn về phía trước. Dù bầu trời có âm u, có tối tăm, có mù mịt, cuộc sống có bê tắc, có gian truân, đường đèo vốn dĩ quanh co, đi qua đường đèo chắc chắn là một đồng bằng thẳng tắp đang chờ đón chúng ta. Bước qua khó khăn, con người của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn và trí tuệ hơn, để chúng ta chiêm nghiệm lại sự trải nghiệm thật là thú vị. Được bước qua những gian truân vất vả là may mắn đối với những con người. Đấy chính là sự giác ngộ mà trời đất đã ban cho mỗi con người. Có những người giác ngộ tâm sinh trí từ rất sớm, tuổi 10 đôi 10 đã được giác ngộ. Vì gia đình gặp những bi kịch, những bi ai mà họ đã ngộ ra rằng à, đấy không phải là sự mất mát thương đau. Cuộc sống là như vậy, có sinh ra, có mất đi, có cho, có nhận, có yêu thương thì có thù hận. Đó là những màu sắc của cuộc sống, đó là những điều tuyệt vời của cuộc đời hôm nay. Trên dặm trường hàng vạn km, hình ảnh của ngài Thích Minh Tuệ với một ánh mắt tươi sáng rạng người nhìn về bầu trời tương lai với những hy vọng tốt tươi cho chúng sinh ở trong nước cũng như chúng sinh trên toàn thế giới. Con người của chúng ta tại sao phải hại nhau? Con người của chúng ta tại sao lại không yêu thương lẫn nhau?
Chúng ta có yêu thương con người thì mới yêu thương được môi trường xung quanh, yêu thương được cỏ cây hoa lá, yêu thương các loài động vật, thực vật sống cận chúng ta. Một sự gần gũi và yêu thương, thiên nhiên và con người hòa hợp, sống hài hòa, thì con người cũng sẽ hưởng lấy những điều tuyệt vời. Hôm nay chúng ta làm những điều tốt, ngày mai chúng ta sẽ có những quả ngọt. Cuộc sống này là như vậy, có cho đi, ắt sẽ nhận lại, có hy sinh, đau thương, mất mát, thì sẽ có những thành quả hết sức to lớn, ngọt ngào. Chúc cho ngài luôn luôn mận chân mận tay, tu thần, chính quả, an yên, đủ đầy.